Cô chào tất cả các em học sinh khối lớp 3. Cô rất vui khi đồng hành với các em trong tiết tập đọc ngày hôm nay. Cùng đọc và tìm hiểu bài tập đọc Mồ côi sự kiện, câu chuyện cổ của dân tộc Nùng. Qua câu chuyện, chúng ta sẽ thấy được sự thông minh tài trí của chàng mồ côi. Nhờ sự thông minh tài trí này mà chàng mồ côi đã bảo vệ được bác nông dân thật thà trước sự gian trá của tên chủ quán. Trước khi vào bài học thì các em cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 1, trang 139-140 và bút chì nhé. Ngồi học thật ngay ngắn ở nơi đầy đủ ánh sáng, không ngồi quá màn hình điện thoại, máy tính. Tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Yêu cầu cần đạt của bài tập đọc này: 1. Là biết đọc với giọng biểu cảm, ngắt nghỉ hơi đúng các câu văn. 2. Là trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa. 3. Là hiểu được nội dung, ca ngợi sự thông minh tài trí của mồ côi. Bài tập đọc này, cô và trò chúng ta trải qua 3 hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất là luyện đọc. Hoạt động thứ hai là tìm hiểu bài. Hoạt động thứ ba là luyện đọc lại. Bài tập đọc này được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu đến nhờ ngài xét cho. Đoạn 2, từ mồ côi hỏi đến bác cứ đưa tiền đây. Đoạn 3 là đoạn còn lại, từ bác nông dân đến hết. Bây giờ, cô mời các em đến với hoạt động đầu tiên là luyện đọc. Với bài đọc này, chúng ta đọc diễn cảm toàn bài, chú ý đọc phân biệt lời của các nhân vật. Các em mở sách giáo khoa trang 139-140 nghe cô đọc mẫu toàn bài nhé. Mồ côi sự kiện. Ngày xưa, ở một vùng quê nọ, có chàng mồ côi được dân tin cậy giao cho việc sự kiện. Một hôm, có người chủ quán đưa một bác nông dân đến con đường. Chủ quán thưa: "Bác này vào quán của tôi hít hết mùi thơm của lợn quay, gà luộc, vịt rán mà không trả tiền, nhờ ngài xét cho." Mồ côi hỏi bác nông dân, bác trả lời: "Tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm, tôi không mua gì cả." Mồ côi bảo: "Nhưng bác có hít hương thơm thức ăn trong quán không?" Bác nông dân đáp: "Thưa có." Mồ côi nói: "Thế thì bác phải bồi thường, chủ quán muốn bồi thường bao nhiêu?" "Thưa ngài, 20 đồng." "Bác hãy đưa 20 đồng ra đây, tôi phân xử cho." Nghe nói, bác nông dân giãy nảy: "Tôi có đụng chạm gì đến thức ăn trong quán đâu mà phải trả tiền. Bác cứ đưa tiền đây." Bác nông dân ấm ức: "Nhưng tôi chỉ có 2 đồng." "Cũng được." Mồ côi vừa nói, vừa thản nhiên lấy 2 đồng bạc bỏ vào một cái bát, rồi úp một cái bát khác lên, đưa cho bác nông dân, nói: "Bác hãy xóc lên cho đủ 10 lần, còn ông chủ quán, ông hãy chịu khó mà nghe." Hai người tuy chưa hiểu gì, nhưng cũng cứ làm theo. Khi đồng bạc trong bát úp đá kêu lạch cạch, đến lần thứ 10, mồ côi phán: "Bác này đã bồi thường cho chủ quán đủ số tiền." Một bên hít mùi thịt, một bên nghe tiếng bạc, thế là công bằng. Nói xong, mồ côi trả 2 đồng bạc cho bác nông dân, rồi tuyên bố kết thúc phiên xử. Truyện cổ tích Nùng. Vừa rồi, các em đã lắng nghe cô đọc bài Mồ côi sự kiện. Để đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc này, các em lưu ý những từ khó như sau: dãy nãy, phiên xử, lạch cạch. Bây giờ, cô mời các em cùng luyện đọc những từ khó này nhé. Dãy nãy, phiên xử, lạch cạch. Trong bài tập đọc có một số từ khó hiểu. Cô sẽ giải nghĩa giúp các em hiểu hơn các từ này nhé.
Từ đầu tiên là công đường, có nghĩa là nơi làm việc của các quan. Đây là hình ảnh công đường. Từ thứ hai là bồi thường. Bồi thường có nghĩa là đền bù bằng tiền của cho người khác bị thiệt hại. Bên cạnh đó, khi đọc câu dài, các em cần ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dấu phẩy, dấu chấm và giữa các cụm từ. Bây giờ các em lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Bác này đã bồi thường cho chủ quán đủ số tiền. Một bên hít mùi thịt, một bên nghe tiếng bạc, thế là công bằng. Với sự hướng dẫn vừa rồi của cô, các em hãy dùng bút chì đánh dấu vào trong sách giáo khoa cách ngắt nghỉ hơi cho đúng nhé. Cô hy vọng các em sẽ đọc đúng và ngắt nghỉ hơi hợp lý. Như vậy, chúng ta vừa luyện đọc và tìm hiểu một số từ khó. Tiếp theo, cô và các em cùng đi qua hoạt động 2, đó là hoạt động tìm hiểu bài. Để tìm hiểu bài, các em hãy đọc thẩm lại toàn bộ bài để trả lời các câu hỏi nhé. Bây giờ, cô trò mình cùng trả lời câu hỏi đầu tiên trong bài. Chủ quán kiện bác nông dân về việc gì? Các em cùng chú ý vào sách giáo khoa ở đoạn 1, chúng ta tìm câu trả lời này nào. Ở đây, ta tìm được câu trả lời đó là chủ quán kiện bác nông dân vì bác đã vào quán hít mùi thơm của lợn quay, gà luộc, vịt rán mà không trả tiền. Đây là một vụ án rất khó phân xử đúng không nào các em? Người quan tòa phải xử sao cho công bằng, vừa bảo vệ được bác nông dân bị oan, vừa làm cho chủ quán bẽ mặt mà vẫn phải tâm phục khẩu phục. Và khi bị chủ quán kiện như vậy, thì bác nông dân có lý lẽ ra sao? Thì chúng ta cùng qua câu hỏi thứ hai. Các em tiếp tục đọc đoạn 2 và tìm câu nêu rõ lý lẽ của bác nông dân khi chủ quán đòi tiền. Ở đây, chúng ta đã tìm được câu văn trả lời cho câu hỏi này. Bác nông dân đã nói rằng: "Tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm, tôi không mua gì cả." Vậy, mồ côi đã xử lý vụ kiện này như thế nào? Nhiệm vụ của các em là đọc lại đoạn 3 và trả lời câu hỏi: Tại sao mồ côi bảo bác nông dân sắp 2 đồng bạc đủ 10 lần? À, tại vì ông chủ quán đòi bác phải trả 20 đồng, bác chỉ có 2 đồng nên phải sóc 10 lần thì mới thành 20 đồng. Và khi đồng bạc trong bát úp kêu lệch kẹt đến lần thứ 10 thì mồ côi phán: Bác này đã bồi thường cho chủ quán đủ số tiền, một bên hít mùi thịt, một bên nghe tiếng bạc, thế là công bằng. Sau đó, mồ côi đã trả lại cho bác nông dân 2 đồng bạc rồi tuyên bố phiên xử kết thúc. Như vậy, nhờ sự thông minh tài trí của chàng mồ côi đã bảo vệ được bác nông dân thật thà. Mồ côi đã xử lý rất công bằng, làm cho chủ quán không cái vào đâu được. Bác nông dân chắc rất sung sướng và thở phào nhẹ nhõm đúng không nào các em? Câu hỏi cuối cùng dành cho các em đó là: Em hãy đặt tên khác cho truyện. Các em đã lựa chọn được những tên khác cho câu chuyện này chưa? Cô có đề xuất một số tên như sau. Chúng ta có thể đặt tên là vị quan tòa thông minh hoặc là phiên xử thú vị. Và còn rất rất nhiều những tên hay khác có thể đặt cho câu chuyện này. Các em có thể tìm thêm những tên khác nhé. Như vậy là cô và các em đã tìm hiểu xong 3 đoạn của bài tập đọc. Vậy theo các em, nội dung chính của bài tập đọc này là gì? À, qua bài này, chúng ta rút ra được nội dung chính của bài đó là ca ngợi sự thông minh của mồ côi. Mồ côi đã bảo vệ được bác nông dân thật thà bằng cách xử kiện rất thông minh và tài trí, cũng như công bằng.
Các em đã hiểu nội dung bài đọc qua phần tìm hiểu bài. Sau đây, các em cùng cô đến với hoạt động 3, đó là hoạt động luyện đọc lại. Bây giờ, cô mời các em lắng nghe cô đọc mẫu lại đoạn 2. Khi đọc, các em lưu ý nhấn giọng những từ mà cô in đậm nhé. Mồ côi hỏi bác nông dân, bác trả lời: Tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm, tôi không mua gì cả. Mồ côi bảo: Nhưng bác có hít hương thơm thức ăn trong quán không? Bác nông dân đáp: Thưa có. Mồ côi nói: Thế thì bác phải bồi thường, chủ quán muốn bồi thường bao nhiêu? Thưa ngài, 20 đồng. Bác hãy đưa 20 đồng ra đây, tôi phân xử cho. Nghe nói, bác nông dân giãy nảy: Tôi có đụng chạm gì đến thức ăn trong quán đâu mà phải trả tiền. Bác cứ đưa tiền đây. Với sự hướng dẫn trên của cô hy vọng các em có thể tự đọc thật hay và diễn cảm cho người thân nghe. Qua câu chuyện, chúng ta thấy được sự thông minh, tài trí của chàng mồ côi. Nhờ sự thông minh tài trí mà chàng mồ côi đã bảo vệ được bác nông dân thật thà trước sự gian trá của tên chủ quán. Và sự thông minh trong cách xử kiện của mồ côi cũng đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Về nhà, các em nhớ luyện đọc cả bài trôi chảy cho người thân nghe nhé. Bài học hôm nay kết thúc tại đây. Cô chào tạm biệt các em.